thôi giờ tôi bán cho chú là nó thiệt tình là luôn, bán cho chú 2 triệu. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ tìm gặp lại chú Bên, một cụ gần 80 tuổi phải mưu sinh với một cái chiếc xuồng mục nát đó cô bác quý anh chị. Bùi Hồ gặp chú Bên ở đây nè. Nhưng mà không biết làm sao để tiếp cận được chú luôn. Dạ. Ở đằng này hả chú? Ở đằng này con xuống không được. Dạ. Chú đang mới thả lưới hay sao ạ? À? Có không chú? Ít quá bữa nay ít rồi, bị sáng nó cạp động nè. Dạ. Ở chú thăm lại đừng ngó đi ha. Thì đi xuống cái con đường này. Con đường này nó cũng kinh khủng. Dạ. Cái mương này người ta mới nào giết lên đó cô bác anh chị. Dạ. Nước bữa nay chắc sâu rồi. Rồi cô không được, không biết sao lại gặp chú luôn. Đây đây nè. Ở miền quê sáng nó rất là thanh bình ha cô bác anh chị. À, nhẹ nhàng lắm. Và cái cảnh sông nước thì nó hữu tình lắm. À, chú đằng đó kìa. Dính này gì chú? Đó sống rồi đó. Kiếm đồng tiền cũng cực lắm. Bây giờ thời điểm bây giờ là chỉ 6 giờ hơn thôi. Mà chú Bên phải bơi cái chiếc xuồng từ đến kia đến đây khoảng 10 đến 15 20 phút. À, cô bác anh chị biết à. Nên là nữ là chú phải thức rất là sớm. Mà người lớn tuổi thì không có ngủ muộn được. Thường thì ngủ sớm và thức trễ lắm. Ở miền Tây là vậy. Không biết là cô bác anh chị ở nước ngoài thì sao ha. Hổm về sáng nó dọn cái đường nè, sáng cạp nó lên cái rồi qua đây chú, qua khúc cây này nè. Chỗ này ráo cũng may mắn nè chú à. Dạ cũng may mắn đó. Ây dạ. Hổm giờ tôi cũng không biết chú đâu, tính bữa đó xin số điện thoại cho chú hay. Có chưa chú? Rồi quên rồi, chú về luôn đó. Ừ. Nếu sát có mấy con à. Dạ, con heo này vô. Cá lau kiến hả chú? Ừ, cá lau kiến không à. Ở đây nhờ ta ăn cá lau kiến nhiều chứ không có thì thua rồi đó. Không ăn là cũng thua luôn. Dạ, mình bán đâu cũng dạ. Được ai đâu. Ừ. Bây giờ thì hổng gà chú có đi văn đường xuyên không? Thì cũng văn hoài, đây văn có tay một và đặng mình kiếm dọc dọc á. Dạ. Kiếm ăn hàng ngày cái đỡ mua đó chú. Rồi nó cuốn bữa nay mà tính bữa lợi nè, mà không biết là nó có cạp xuống nữa không đây nè. Sáng cạp nó cạp nước sâu quá ha. Ừ, nó cạp rồi cái bắt đầu mình cuốn rồi bữa hôm nó quất hên khúc dữ rồi đó. Đứt luôn, mất luôn. Ừ, bởi vì nó đi mà nó cạp mà đâu có cuốn kịp. Dạ. Rồi nghỉ cũng ngày hai bữa rồi mới đem xuống bữa nữa đó. Bữa nay bắt đầu bữa nữa đó. Kiếm sống cái chú thấy chứ giờ mình hàng ngày mà bây giờ không có cái mưu sinh cuộc sống nó cũng khó lắm. Khi tiền điện tiền đài là quá chú ơi. Hôm trước chú nói được mấy tay lưới? Tôi 4 tay mà cái này người ta cho 3 lưới cũ rồi cũng đem thí gì ăn thí mồ luôn. Mới cho cái qua đó rồi mới lấy về dành ra chứ cũng chưa có tiền mua tay lưới mới nữa. Dạ. Theo đúng nghe bằng được 3 tay thì mình sống hàng ngày được. Ừ. Ngày kiếm 4-5 ký vậy rồi kiếm bán 50-60, 60-70. Con thấy bây giờ khi mà người ta cạp lên, lúc nãy con chạy xe là con thấy vẫn có người đi văng này. Cũng có, thuốc trên kia có à. Dạ.
mà bữa nay sáng nó cạp ra trên cầu chắc là nghỉ rồi, ta cũng nghĩ đâu có để xuống cái nó cạp bước cái chân à. Dạ. Thành thử ra là tôi nó qua được đó, ngày qua mới đem búa dài dài xuống đó. Rồi kia nó còn ba lưới hết nè, ông lấy thêm đây ông dặn, tôi mới lấy dặn đó. Mà không biết rách cỡ nào mình không hiểu, chắc lưới rách ta cho là chắc lưới chê không rồi. Bữa thấy sáng nay chú đi mấy giờ? Đây chắc về cũng khoảng từ 11, 12 giờ mới có về được. Uh-huh. Bị bủa rồi trở lại, mình sợ cái nó bị lưới rách á. Mình sợ cái nó mới được. À, sáng nay chú đi thăm là mấy giờ? Hồi sáng tôi đi thăm là 7 giờ hay vậy? Không, bây giờ mới 7 giờ hả? À, 6 giờ vậy là 6 giờ. Dạ. Bị tôi coi đồng hồ mờ mờ cái mình ngói rồi 7 giờ chứ đi 6 giờ bị sáng. Bây giờ. Phải không? Đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ. Sáng chú ăn gì chưa? Thì ăn cháo không đó. Cháo trắng mình nấu cái khô béo gì mình ăn cái là mình đi đỡ lòng đó chú. Mình nấu cháo trắng ăn hả? Ừ, nấu cô nấu cho chú hay sao? Dạ. Mình nấu khuya 4 giờ mình thức thì mình nấu mình ăn rồi mình đi cho nó vững bụng. Chứ rồi hỏi chú sáng mà ra thì ăn hủ tiếu mì rồi mình nấu cháo chắc thì mình ăn nó quen, nó cũng quen à. Cái chiếc xuồng của chú hình như hôm nay nó bị vô nước hay sao á? Dạ nó định rồi đó. Uh-huh. Bị nó cũ quá mà tôi tính này tôi kêu là tôi dằn cọng tre nó vậy cho nó đỡ chứ bước đi không dám bước, bị mình có mình chứ là bước ra sao là sợ nó sạc ra. Dạ. Bị nhào mũ mới rồi cũng đỡ. Vừa lụm ve chai. Dạ, chai đồ mình lụm mình để đó là về mình bán ngàn nào đỡ mình lấy tiêu xài hàng ngày vậy đó. Dạ. Có khi hai ba bữa vậy là cái bán được 10 ngàn, 10 mấy ngàn. Nó mua có 4 ngàn ký mà cả bao mình mới đem lên nhà được. Dạ. Nhờ vậy nó cán chút chút vậy đó chú ơi. Ừ. Cuộc sống sáng thấy nhẹ nhàng quá ha chú ha. Dạ. Ở trên dòng sông này sáng thấy con kinh này nhỏ nhỏ nhưng mà sáng thấy cũng im đềm lắm. Thì chắc cũng có cá bị thời gian mà nó mút nó động đó, nước đục rồi có khi chết, mình cầm trễ giá nó cũng chết chứ. Chết mình bán được ai đâu chú ơi, cũng nói thiệt. Bằng khô để đó khi dồn được ký hay ký mình bán cũng 70. Nói như ngay vậy, cá lô kiến này là bằng 6-7 ký cá mà đựng ký khô. Bán kia mà bán góp lại, mình mót cái này, mót cái kia, cái chút kìa. Mình thử mình tạm sống, nó cái thời gian nó khỏe, nó nhàn chút. Chứ không cực, chú tính mà chú không làm lấy gì sống. Không lẽ chú bây giờ còn tay còn chân gì, về xè tay mà sinh cũng khổ lắm. Mà nếu mình muốn làm cái cơ bản đó, thì là đòi hỏi của mình là có khả năng không? Không tiền là cũng khó lắm. Muốn sắm cái này, muốn sắm 2 cái lưới, 3 cái lưới, không tiền chú mượn là cũng khó lắm. Bị người đời sống của mình mà. Mình sống hàng ngày đâu có dư động đâu mà trả lại cho ta hơi lâu cái cũng phiền. Đôi khi ta cũng không cho mượn nữa, bị thấy mình nghèo đó chứ phải chỉ có 5-10 công ruộng thì chắc có lẽ là tao cũng thường giúp mình được, phải không? Thôi mình cũng không trách, mình là bổn phận, tại số mệnh mình rồi, mình phải chịu thôi chứ. Ráng làm thì sống ngày nào qua ngày nấy vậy chứ là nó thanh nhàn hơn, có cái chú mượn cái mang nợ cái nữa, mà biết ta cho không nó cũng khổ. Hôm về cũng chờ đợi chú hoài mà vì không có lấy số điện đó, nhỏ nhỏ thằng cháu ở dưới đó là nói chú xuồng tôi để văn bờ bao không à. Nhưng mà bây giờ thấy chú cũng khổ mà tôi là để đây mà đi dùng văn tay tay lưới tôi ăn ở dưới bờ bao hầm này cũng khổ, thôi tôi để ra cho chú. Ở giờ hôm về là nó nói bây giờ tôi chét xong á, chú nói vậy thôi để coi nếu mà mạnh thường quân ra giúp chú được thì trả, còn chú không được thì chú cứ tôi chét giùm cho chú luôn nè. Đó, rồi là chừng nào chú lo được thì chú đem trả cho tôi. Giờ chiếc xuồng ở đâu rồi chú? Giờ nó nằm ngoài đây nè chú. Xa không? Chắc có thể là đây ngoài cây mấy số, nó trong Mương Khai trong này. À. Qua khỏi cây cầu ở chỗ trường học cũ đó. Chú đi dọ mấy ngày rồi?
bữa nay cũng 60 ngày thì nó chát chắc xong rồi đó. Nó chát chùm chắc xong rồi đó. Người ta bán nhiêu? Nó bán, nó bán để 2 triệu mà chai bọng rồi nó cho luôn đó. Nó cái đó thành thật ta cũng giúp mình đó. Chứ chai giờ chú thấy đi mua cũng khó cãi vấn đề. Mà xuồng mới hay xuồng cũ chú? Xuồng được à, xuồng cũng được bị sao lớn mà. Sao xuồng lớn á? Dạ. Cũng 5/5 cũng bằng cái xuồng này à. Ờ. Nó tôi để chú 2 triệu mà chai, dầu chai tôi cho chú luôn mà tôi chét giùm cho chú luôn. Vậy lắp giò thôi bị sao lớn đó. Tôi nói vậy là để chờ đợi thời gian chú nó hứa gì mà không biết hồi sau mà nó lấy số điện mà tôi quên rồi. Nhưng mà chú xem chiếc xuồng đó là sử dụng được còn bao lâu nữa? Lâu à, chứ sao lớn mà. Lâu lắm à. Cái xuồng đó mà nó tôi nói về nhắm chát vũ không mà tôi lắc là còn khừ khừ à. Dạ. Ôi nó chát nó lắp giò không, nó nói khỏi chát rồi, chú lắp giò bề trong và ngoài đi à. Dạ. Nó cho chục lít dầu chai nữa là nó lắp giùm luôn. À. Để tôi điện nữa coi nó rầu chưa nè. Thì có gì chưa chú điện đi, lại tí xíu nữa chú lấy số của con. À. Xong con điện con chở chú đi vô trong đó. Rồi đó, chứ vậy mình xác minh gì nó tốt hơn chú à. Chứ để khi tôi nó dốc láo chú làm sao cũng khổ phải không. Rồi lại tới cái chủ mà xuồng người ta đó rồi chú mới biết rõ. Ý, cũng là nói cũng như ở bên xuôi tôi đó. Với nó là cái chỗ tình nghĩa anh em. Hình thử ra nó nói vậy tôi thấy chú khổ thì tôi cũng giúp cho chú. Chứ giờ tôi để ở đây tôi xuống lên tôi thăm không à. Thôi rồi để cho chú đi rồi tôi dùng phương tiện khác. Là cũng như ta lội được. Bờ bao nó đâu có phải sao. Nó như vậy á. Thành thử ra là tôi nói vậy mày giúp giùm cho tao được vậy là tao ơn cái lắm. Nhưng mà để coi coi như mà tao chưa có tiền bây giờ nha. Mà không biết chắc định hay không là tao không có hiểu. Thôi để đây tới làm rồi. Còn đó thì sao? À, bữa nay mấy rồi chú? Bữa nay 14 rồi. Đó, rồi cái là nó chú nó nói tao tới 10 bữa thằng mà không biết mà nó đi ngoài là biết chừng nào nó về tao cũng không biết. Cái gì mình nói thật với nhau nó tốt hơn. Rồi chú ấy đi rồi tôi chát thì cho chú rồi chú quẩn là chừng nào chú lấy tôi ra lấy mà chưa tiền thì chú cứ bơi về đi rồi chừng nào chú lo được chú đem cho tôi cũng được. Nó cũng nói cũng quá thiệt tình. Nó thôi để chờ đợi cái vì mình có cái này mình đi vòng dọc rồi được đỡ tạm đỡ được rồi để cho nó khô ráo rồi dễ nhẹ nhàng hơn. Thì đó trong nhà nó đẩy ra xuồng ra đây cái bơi ra đây luôn à. Nó tiện cái chú tính mình dọ đường xa quá rồi đi chiên chở rồi khó lắm. Thứ hai nữa là chi phí nữa. Thì sao nó hên nữa là ta chỉ ra đó rồi ra đó nó có giường có tiệc rồi đó là ra nói cái xuồng nó được. Chứ là im rồi. Thì im rồi đó. Cái xuồng đó là đi biết bao lâu. Nếu mà sao lớn là tôi nói chú mà nó chở lại cái bịch mũ này đó ha thì là không biết qua đâu đó chắc là đời cuộc đời của chú hết rồi đó. Rồi con cháu sau này nó dùng được dùng chứ biết sao phải không. Dạ. Chứ mình đâu có đem của theo được. Dạ. Nhưng mà như vậy là quý lắm rồi này. Cái xuồng đó là không có hư nổi đâu vì sao lớn bây giờ là đi đi về trễ hả. Dạ mấy giờ chú đi được nè. Coi như thăm dàn lưới này không phải là tôi để dàn lưới rồi khoan bủa cái hả? Chứ bủa cũng mấy tiếng đồng hồ nữa. Khoảng 10 giờ được không? Được. 10 giờ con lại nhà chú chở chú đi. Rồi vậy là giúp được gì tôi mang ơn lắm. Chú ai bị sợ mắt có uy tín con cháu nữa. Dạ. Chú biểu dọ, tôi dọ vậy chứ là mình đâu có khả năng đâu mà tiền mình bốc chảy cho ta. Rồi chú mà xác minh được cái gì là tôi mừng lắm. Có khi người ta nói mình nói dốc nó láo nữa. Cũng như nhỏ chủ quán nó lên nó hỏi nó nghe để cái chú đó giúp xuồng cho chú cho chú hai đó có chú hai đó đợi rồi cũng chưa biết nó mười bữa nó phải trả lời nhưng mà bây giờ biểu dọ thì cũng đi dọ là không biết sao nó vậy tôi nghe vậy tôi cũng mừng cho chú nó nhỏ báo quá chỗ mình đỡ hỏi đó tại vì á con
con mới đi nước ngoài về. Thì nó chú cứ... đi nước ngoài bữa hổm đó, dạ. Chú nó đi 10 bữa. Dạ. Đó, vậy đó. Thì tôi cũng tin giác vậy, chứ tôi cũng đâu biết chú, mà chú cũng đâu biết tôi về cái thiện tâm của mình, phải không? Dạ. Cái giúp thì tôi nói chắc là chú đó theo đúng, thấy hiền hậu lắm. Mình ta nói thiệt chứ không có gian dối đâu. Rồi bỏ qua qua tới mấy dài đó là tôi cũng chạy lo đó. Mà chạy được thì sáu lát không thấy xuồng ai bán vậy. Cho nên đó là thằng cháu nó nói bây giờ có xuồng cậu Mười luôn á, cổ Út luôn á. Ông Giao hỏi thử chắc không bán, ông cũng có lòng nhân đạo lắm, ông bán. Thì ngồi tâm sự với đó thì ông nói, tôi nói thiệt với chú, cái xuồng tôi có khi vợ tôi nó không thống nhất nữa. Mà tôi quy định là chắc ăn được, thôi giờ tôi bán cho chú là nó thiệt tình là luôn. Bán cho chú 2 triệu, nhưng mà có cái là còn có chục lít dầu chai nữa nè. Đó. Dạ. Nếu chú chét được, chét tôi cho chú luôn. Thôi vậy con chúc mừng chú, chưa cho cháu mình đi. Trời. Ở đó nay dính con cá gì nữa kìa? Con cá dù đém mới dính đó đó. Đó. Chế queo rồi. Ờ vậy hả? Bị nước nó đổ. Con coi cho mọi người. Con cá dù đếm là con cá... Nó như cá trà mà nó có cái đếm, cái màng này là kêu dù đếm đó. Con cá đó là nó ngon lắm đúng không? Ừ, cá này là tư sống thì là ta ăn nó cũng trên giá tiền cá trà. 40 ngàn, 45 ngàn không chừng. Còn cá các 300 gram mà nhỏ. Vậy là nay mai thì chú sẽ chia tay với chiếc xuồng cũ thôi. Dạ. Dự định thì chiếc xuồng cũ chú sẽ làm cái gì? Dù dự định này là coi mà anh em nào mà gần gũi tôi đem qua Mương Tạo đó là có khi mình vô đó không được, mình gửi cho bạn, gửi cho cái trời đó, rồi đó là mình vô đó là lấy đó mình dăng dày Mương Tạo. Sao có xuồng mới đi xuồng cũ nữa? Xuồng mới mình vô đó không được. Cái này như mình kéo qua mình gửi có cái xuồng này nữa, bởi vì dặm hai chân vậy đó. Bên đây thì mình đi Trường Kỳ rồi. Cái có khi mình vô Mương Tạo đó, cá nó nhiều đó, lúc mà ta bơm nước rồi đó. Với thằng Bình nó xả vô đó, cái con cá nó ở đó dữ lắm. Dù cỡ đó là tôi lội không mà, lội mặt không phao mà bây giờ già yếu rồi chú ơi. Coi như là mấy tháng trước là năm rồi đó ha, là tôi vô tôi lội thằng kia nó thấy trời ơi già mà lội lạnh lẽo gì, nó cho cái áo phao, nói ông có cái gì đó mà ta biết ông không nổi, cái áo phao nó nổi thế lội mà chưa hết là trùng chết hay gì đây. Nói ông thôi gì con cháu thì giúp được cũng mừng. Dạ. Yeah. Nó cho cái áo phao trong nhà tôi còn đó, để đó đó. Rồi tới tiếp tục này Bình này nó mới cho cái xuồng này nè. Vậy là coi như được giúp lần lần lên. Lần lần cũng như chú bây giờ giúp được trọn vẹn là an trí rồi đó. Chỉ lo làm rồi sống không chứ còn gì nữa. Dạ. Nó an trí vậy thôi, còn cái xuồng này á, theo đúng ra là nếu có người đồ khổ nữa thì mình có thể đưa ta tạm đỡ 10 bữa nữa tháng không được nữa. Cho người ta luôn. Còn không ấy là mình để vô đó mình, với phương tiện của mình luôn. Dạ. Chứ mình kéo vô cái da chứ nó mệt. Còn tưởng đâu là chú làm củi luôn chứ. Trời ơi, dễ cũng cái kỷ niệm đó. Nói chung là kỷ niệm đó. Giờ ta cho mình là chừng nào mà mình đi không được nữa ha, tháo gỡ thì ấy là mình làm củi. Hoặc là mình cho người khác khổ hơn mình. Cho người khác khổ hơn mình. Dạ. Cần cái gì mình... kẻ giúp qua người giúp lợi chứ mình đừng tự ái không cái bữa ấy cũng khổ phải không? Thì chắc có không lâu này dài hơn tháng hai tháng rồi chứ không có nhiều đâu. Bởi vì tôi biết tôi kéo cho nó là sức từ be từ ấy chứ mà tôi đóng tôi dám là 2 ngày trời đó. Nào ngay cái nhờ cái nhà của bà chị đó, bà chị vợ có cắt là nhà cũ của bỏ đó. Có cây có đồ mình đóng chứ cũng không có, mình đi xin cũng cãi như là có khi nó không có. Nhờ đó tôi lấy từ thớt rồi tôi đóng cả đó đó. Thôi vậy tinh thần chú cháu mình về cũng vui vẻ rồi, cũng mừng chú giúp được rồi, tôi quan ơn vậy mà thầy. Thôi thì coi như là ngày hôm nay coi chia tay với xuồng cũ. Rồi đợi đó.
Ai muốn chắc ngày nay cũng đúng ngày là lấy nó khô rồi, chắc dạ. Khô rồi, nó 3-4 bữa dài lớp giò không là khô dạ. Rồi. Thôi con không làm phiền thời gian của chú nữa. Dạ. Khoảng 10 giờ rồi con chạy vô chú ha. Dạ dạ. Ngay tại nhà mình ha chú ha. Tại nhà đi, tại nhà đi. Dạ, rồi con chạy sẽ chở chú đi. Dạ. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn vợ chồng anh Bình ở Canada đã đồng hành và ủng hộ cho chú cũng như là tất cả các quý mạnh thường quân. Dạ. Còn bây giờ thì chắc có lẽ Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú quý anh chị ở video clip sau. Và cái clip ông chú nhận chiếc xuồng mới mà theo chú chia sẻ đây là chiếc xuồng mà chú cũng dọa lâu lắm rồi. Bùi Hồ thì họ cũng không có biết cái giá của chiếc xuồng là nó bao nhiêu là nó hợp lý, mà đóng chiếc xuồng thì nó phải tốn thời gian bao lâu. Tại vì bây giờ những cái chiếc xuồng như thế này là của bác anh chị đa số là sử dụng composite, mà chiếc xuồng đó thì bằng nhựa tổng hợp nên thành thử là nó cũng dễ trao, dễ lắc lư lắm. Mà đi cũng khó hơn là sườn gỗ. Mặc dù là sườn gỗ thì cái tuổi cây tuổi thọ nó phải đôi khi nó không bằng, nhưng mà rồi trét vô chai nó lại tốn công hơn. Nhưng mà thôi thì tôn trọng ý kiến của chú. Chú thích chiếc sườn nào thì Bùi Hồ sẽ thay mặt cho vợ chồng anh Bình ở Canada sẽ hỗ trợ phần đó hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Vậy tôi cũng cảm ơn bên mạnh thường quân và các anh em đồ luôn, nó giúp được cho tôi là tôi cũng mang ơn dữ lắm, mang ơn hoài. Để chút nữa chưa ra lấy là cái quay lên cho cô bác là hay, với anh em là hay, là thấy gì đó sự thật của mình phải không chú hai? Rồi chứng kiến gì tôi cũng có tinh thần để và anh em trợ giúp thì tôi cũng mang ơn lắm.